Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đã tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho gần 100 cán bộ công đoàn trên địa bàn thành phố. Qua những ghi nhận hình ảnh thực tế về tác hại ma túy và các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, cán bộ công đoàn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu dễ dàng nhận diện các loại ma túy và chất gây nghiện, tác hại của ma túy, đặc điểm người nghiện ma túy, thủ đoạn của tội phạm ma túy và cách phòng tránh cho bản thân, cộng đồng và các phương pháp cai nghiện phổ biến hiện nay. Trong buổi tập huấn do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức, các cán bộ công đoàn cũng được thông tin về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, cách nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo hiện nay và cách xử lý khi trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.